Xin chào anh em, hôm nay lồng chim Minh Úc tiếp tục giới thiệu cho anh em một mẫu lồng chà màu 19 nang không trụ siêu phẩm nè, che già, độ mung, cẩn bi, hàng cực độc. Cực kỳ độc luôn. Đây quay một vòng cho anh em coi. Tất cả các cái van đều cẩn bi nha, từng viên bi mung một. Đó, rất là đẹp. Độ thủ công rất là cao. Rồi. Giới thiệu về cái dàn đầu trước đi. Đây, lồng em tích hợp một cái móc rồng Trung Quốc, móc chút đầu rồng Trung Quốc rất là đẹp. Đây, cái mặt con rồng này đó, rất là ok. Rồi, tới cái dàn nậm. Đây là cái nậm mẫu mới, che già, cẩn bi, độ mung, nậm vuông, rất là độc đáo. Rồi, cái dàn trên đây, cái nóc đây, nóc đây là đi mung đen luôn, mung sừng cẩn bi ở trên luôn. Đó, đây là cái nóc lồng không trụ. Tất cả các cái van đây thì cẩn bi từng viên một, mà zoom vô viên bi được không anh? Đó, từng viên một, đó. Rất là đẹp nha. Rồi, bắt đầu tới van đây. Các cái van đây em cũng cẩn bi luôn, cũng che già, cẩn từng viên bi một rất là kỹ. Cẩn từng viên một. Rồi, bây giờ tới phần cửa. Cửa thì em lắp hai miếng cửa mung sừng độ dơi luôn nè. Kéo lên rất là nhẹ nhàng. Đó, mặt quỷ mung sừng luôn. Trong đây thì tất cả các chi tiết che á làm rất là láng mịn. Còn phần mung á chạm máy, nhưng mà có tút lại bằng thủ công, thành ra là cái độ nét nó rất là đẹp. Đây, còn những cái viền bi này á là cẩn mung viền bi này là đều là thủ công nè. Nói chung cây lồng này là kết hợp giữa thủ công với lại máy luôn, hai loại. Tan này thì em làm tan trơn, nhưng mà ở đây thì có cẩn thêm một em dơi mung vô, ngũ phúc kim tiền. Lồng này em gắn thêm 8 cái mặt quỷ, cứ mỗi mặt là có thêm hai cái mặt quỷ với lại nẹp. Nẹp thì cũng từ mung sừng, mặt quỷ mung sừng luôn mà đi bi thủ công nè. Zoom kỹ vô cái nẹp cho mấy anh thấy luôn rồi. Đó, đây cũng là con dơi, cũng là mung sừng luôn, mặt chân quỳ, cái bông gốc cũng là bông dơi luôn. Thì đây, giờ quay qua cái mặt bên này đi, giới thiệu về cái phía trong bên này cái. Đó, đây là bộ bợ nè. Lồng thì gắn sẵn đầy đủ phụ kiện, ghim chuối mung, bộ cống vẽ tay tai mung, rọ cào cào, móc chút đầu rồng Trung Quốc. Rồi bây giờ cái này á, cái này giờ mở có khay rút luôn nha mấy anh. Đây, mở khay rút lên cho mấy anh coi. Rồi giới thiệu là cầu em để sẵn là ba cây cầu, một cây cầu chính là hai đầu rồng độ mung luôn, với lại hai cây cầu trên là hai đầu độ mung, rất là đẹp đó. Rồi bây giờ tới phần cửa nè. Cái này hơi cầu kỳ chút. Đây, mở lên, ở trong đây nó có cái chốt nè, quay vô đó, dỡ hai cái này ra. Bên này cũng vậy luôn đó, dỡ hai cái cặp cặp nẹp rất là đẹp. 8 cái nẹp đều gỡ ra được nha mấy anh. Rồi đưa mặt hậu phù lên, đưa ra ok ha. Anh nào mà muốn xem thêm hình ảnh chi tiết với lại giá của cái lồng này có thể truy cập vào website minhocmic.net hoặc là fanpage lồng chim minhocmic. Trong đó em có để giá với hình ảnh cụ thể hơn nha, cho anh tham khảo. Đây, rồi. Em xin báo luôn cái giá của cái lồng này ha. Cái lồng vuông không trụ 19 nang chà màu này á, che già, độ mung, cẩn bi,
cực đẹp này, cực độc này có giá hiện tại là 5 triệu, 5 triệu cho cái lồng không. Còn nếu mà anh nào mà muốn full phụ kiện á, cả vàng móc rồng Trung Quốc, cống vẽ tay, ghim chuối, rồi cầu cào, nói chung đầy đủ, áo đẹp đồ tất cả luôn á, là có giá khoảng từ 5 triệu 6 nha mấy anh. Nếu mà móc rồng Trung Quốc, còn nếu mà cái anh nào mà xài móc rồng Việt Nam á thì nó chỉ khoảng 5 triệu tư thôi là full phụ kiện rồi. Đó, rất đẹp. Cây này nó độc ở chỗ là tất cả các cái phiền, tất cả các cái phiền lồng đây đều cẩn bi, bi mung, rất là độc, nhìn giống như nốt ruồi á. Rồi dở cái đít lên coi cho mấy anh coi rồi bắt đầu kết thúc luôn. Đây cái đít, đây là phần đít đây. Rồi thôi, giới thiệu sơ sơ qua cho mấy anh tham khảo thôi nha. Còn anh nào cần thêm thì có thể truy cập vào website của bên em nha, minhongmich.net, fanpage lồng chim minhongmich. Rồi thôi em xin kết thúc nha, hẹn anh em ở cái clip sau nha.